Tử vi tình yêu tháng 10 năm 2021 cho 12 cung hoàng đạo. Bạch Dương Người độc thân sẽ tìm kiếm một đối tác phù hợp và muốn đầu tư thời gian và tiền bạc cho mối quan hệ này nếu họ thành công trong việc tiến tới một mối quan hệ. Các cặp đôi sẽ không cho phép nhau can thiệp vào cuộc sống của họ. Cả hai bảo vệ sự riêng tư trong tháng này. Kim Ngưu Trong tháng này, những người còn độc thân sẽ không có lợi cho việc tiến tới một mối quan hệ vì những trải nghiệm không tốt trong quá khứ. Trong khi đó, các cặp đôi sẽ yêu mến và đầu tư nhiều hơn vào mối quan hệ đang diễn ra để làm cho mối quan hệ phát triển và trở nên bền chặt hơn. Song tử. Tháng này Song tử, đối tác của bạn hoặc người quan tâm đến bạn sẽ nỗ lực để làm hài lòng bạn hoặc ở bên bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không có tâm trạng để chấp nhận bất kỳ sự tiến triển nào. Bạn sẽ cảnh giác khi nghĩ rằng điều đó là đáng ngại cho bạn. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu bạn chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào vì điều này sẽ mang lại cho bạn thành quả và những điều tốt đẹp. Cự giải người độc thân sẽ khó có tâm trạng để đưa ra quyết định bắt đầu mối quan hệ nào trong tháng này mặt khác những người đang trong một mối quan hệ có thể cảm thấy bê tắc về mặt cảm xúc và khó thoát ra khỏi mối quan hệ có vấn đề sư tử tháng này những sư tử độc thân sẽ chỉ bắt đầu một mối quan hệ nếu người mà họ quan tâm đồng ý với tất cả đề nghị của họ nhưng những người đang trong mối quan hệ có thể phải gánh chịu hậu quả của những hành động trong quá khứ sử nữ những người độc thân cuối cùng cũng sẽ cầu hôn người mà họ đang yêu họ không cần phải lo sợ vì người mà họ quan tâm có thể sẽ chấp nhận. Những cặp đôi cảm thấy hối hận về quyết định bắt đầu một mối quan hệ, thiên bình. Người độc thân sẽ sẵn sàng trải nghiệm bất cứ điều gì mới. Trong khi đó, những ai đang trong một mối quan hệ sẽ rất bối rối, băn khoăn không biết làm cách nào để cải thiện mối quan hệ của mình. Sẽ có một chút căng thẳng cùng với một số vấn đề tình cảm. Bọ cạp. Người độc thân sẽ bận rộn suy nghĩ về những ưu và khuyết điểm khi ở trong một mối quan hệ họ sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào. Trong khi đó, các cặp đôi thường duy trì khoảng cách với nhau trong tháng này. Nhân mã Tháng này, tử vi tình yêu của nhân mã nói rằng nếu bạn còn độc thân thì bạn sẽ gặp được người hoàn hảo mà bạn muốn ở bên. Các cặp đôi sẽ nhận được một số lời khuyên từ một số người ngoài cuộc. Nếu họ chọn làm theo lời khuyên đó thì họ sẽ thấy được sự phát triển trong mối quan hệ. Ma kết Trong tháng này, những người độc thân sẽ nhận được lời đề nghị kết hôn từ các gia đình giàu có. Những người đã kết hôn hoặc đang trong một mối quan hệ có thể sẽ thấy một số rắc rối xảy ra trong mối quan hệ của họ. Sẽ có lợi nếu bạn tìm kiếm lời khuyên từ một người đáng tin cậy để giải quyết vấn đề mà bạn có thể đang gặp phải. Bảo Bình, không có gì mới cho những người độc thân trong tháng này. Tuy nhiên, những người đã có mối quan hệ sẽ cùng nhau tìm ra cách duy trì một mối quan hệ lành mạnh. Bất cứ điều gì bạn định làm sẽ mang lại kết quả tích cực. Song Ngư. Trong tháng này, những Song Ngư độc thân rất có thể sẽ gặp phải một vài khó khăn nếu muốn tiến tới một mối quan hệ Họ sẽ phải đầu tư nhiều thời gian và công sức để mọi việc diễn ra theo hướng có lợi cho mình. Mặt khác, những người đã có mối quan hệ sẽ không nhận thấy bất kỳ thay đổi lớn nào trong cuộc sống của họ. Mối quan hệ của họ sẽ diễn ra suôn sẻ. Cả hai sẽ dành không gian cho nhau và sẽ tôn trọng quyết định của nhau. Trên đây là tử vi tình yêu tháng 10 năm 2021 cho 12 cung hoàng đạo. Nếu thấy hay và ý nghĩa hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi lưu ý thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý